Ok, video trước chúng ta đã viết được một feature test. Đấy là get list task test. Với cái case đầu tiên là user có thể lấy ra tất cả các task theo một phương pháp TDD. Vậy TDD là gì? Mình sẽ hiểu nôm na cái TDD là mình sẽ viết test trước và code sau. Thì các bước trong TDD sẽ là, đầu tiên sẽ là think. Mọi người sẽ nghĩ cái tính năng mà mình cần viết hay là triển khai. Bước thứ hai là mình sẽ viết một cái test. Bước thứ ba mình là sẽ test đấy, mà chắc chắn là sẽ fail bởi vì các cái code logic của mình sẽ chưa có. Mình sẽ code các cái logic sao cho cái test của mình từ fail thành pass. Fail nó sẽ là màu đỏ và pass sẽ là màu xanh. Và bước thứ tư mình sẽ cấu trúc lại code, mình sẽ cấu trúc code logic các cái test sao cho nó được tối ưu. Và mình sẽ lặp lại các cái bước này cho đến khi các cái test case của mình sẽ không có nữa. Sẽ xong cái tính năng mình cần viết. Thì video trước anh đã xong đến cái bước thứ ba, đấy là mình viết các cái test từ fail thành pass nhưng mà chưa có refactor. Thì ở đây refactor trong các cái code phần logic của mình đã anh sử dụng, đầu tiên là viết router, controller và file view. Xem thì không cần refactor gì cả, có mỗi hàm test thôi. Thì ở đây mình sẽ cấu trúc lại cái hàm mà user can get all task. Đầu tiên là status code 200 thì mình nên đặt nó là một cái tên nào đấy cho dễ hiểu. Thì thằng Laravel nó cũng cấp một cái class đấy là response. Và trong này nó sẽ khai báo các cái tên hàng tương đương với các cái status code. Ví dụ 200 của mình là HTTP OK. Đấy, chỉ cần người khác hay là mình lúc nào đọc lại code thì mình sẽ hiểu ngay status code là gì, ý nghĩa của nó là gì. Tiếp theo là cái tag này, cái URL này ở phần web.php mình đã đặt cho nó là một cái name, thì mình sẽ sử dụng cái name này. Mình sẽ đặt nó là, gọi nó là router task.index. Cái phần này mình sẽ tách ra một hàm. Mình sẽ đặt là get list task router để các cái cây khác mình có thể sử dụng chung cái router này. Để một lúc nào đấy mà mình sửa router, mình sẽ chỉ cần sửa một nơi thôi, các cái test khác sẽ không cần. Mình sẽ return một cái này. Ở đây mình sẽ gọi đến cái hàm list and get list router. Ok, mình sẽ sau khi refactor code mình sẽ chạy lại test để xem các cái cây có bị fail không. Rồi filter. Vẫn pass. Ok, mình sẽ chuyển sang cái tính năng tiếp theo để là tạo ra một task. Thì mình sẽ đặt cho nó là tên file sẽ là create new task test. Rồi, trong này mình sẽ sửa lại phần comment. Sẽ đặt là nếu người dùng đăng nhập authenticate thì user thì có thể tạo ra
New Task. Sau này cái HTTP của mình với phương thức là POST, cái URL là TASK. Ok, khi tạo thì mong muốn mình là status code là 201, thì cái response của mình là mình sẽ gọi đến cái là class response. Mình sẽ gọi đến cái class đến cái hàng HTTP greeted. Đây, mong muốn của mình là như thế. Mình sẽ chạy đến cái test này, xem test to filter. Fail 201 nhưng mà receive là 405. Ok, ở đây mình chưa có tạo ra cái router với phương thức là port, cho nên ở đây mình sẽ tạo ra TANES phương thức là store đi. Ok, mình sẽ đặt tên nó là tanet.store. Ok, trong tag controller mình sẽ thêm hàm store. Mình sẽ đặt tên hàm store, trong này sẽ là một cái biến request, tên của nó sẽ là của class request. Trong này mong muốn của mình là trả về cái status code là greeted, cho nên trong controller mình chỉ cần return response. Mình trả về kiểu JSON. Đầu tiên là một cái mảng rỗng, thứ hai là status code của mình là 201. Ok, mình sẽ test pass. Mình cứ theo nguyên tắc của TDD, đấy là think, write, test, và cứ làm cho code của mình pass cái test case của mình là được. Sau đấy là refactor code. Ở đây mình có đặt cái tên nên cho cái router này, nên sử dụng cái này thay cho cái URL trong cái test. Rồi, sẽ đặt ra một cái hàm red quiz router. Rồi, sẽ chạy lại test sau khi refactor code. Ok, vẫn pass. Tiếp theo mình muốn mình sẽ truyền vào cái port này một cái bảng ghi mẫu, thì mình sẽ sử dụng cái factory. Mình sẽ gọi đến cái model task, gọi đến cái phương thức factory. Mình sẽ không sử dụng cái create, bởi vì create nó sẽ lưu vào trong database. Mình chỉ sử dụng cái phương thức make, nó sẽ tạo ra một cái object của task với các cái data tương ứng, nhưng mà sẽ không được lưu vào trong database. Mình sẽ gán cho nó biến task. Mình có thể test cái này bằng Tinker được. Nó sẽ vào Tinker test thử. Sang Tinker. Ok. Mình cho thêm cái namespace cho nó. Task model. Khi mà gọi đến cái này, nó sẽ sinh ra một cái đối tượng của class task này và cái name và content. Ok, và mình sẽ truyền vào cho cái
router này về phương thức port mình sẽ truyền với cái dạng mạng, vì cái thằng này đang trả về là một đối tượng cho nên mình sẽ cần chuyển nó một mạng, thì mình sẽ sử dụng hàm tour đây. Sau khi tạo xong mình mong muốn thấy gì, tức là trong bảng cái bảng task của mình sẽ có cái giá trị đấy, thì mình sẽ sử dụng cái hàm đấy là assert database header. Đầu tiên là tên bảng, tên bảng mình sẽ là task. Tiếp theo là cái data của mình. Ở đây mình sẽ cho nó vào trên này. Em tua đây. Ở đây mình chỉ cần task thôi. Ok, mình thoát thinker, mình chạy lại test nào. Alisan test filter. Fail. Ok, bởi vì trong cái hàm store này mình chưa có lưu cho nên mình sẽ code phần này. Ở đây mình sẽ sử dụng cái dependency injection, mình sẽ chuyển cái đối tượng của task vào cái controller này. Thì đầu tiên mình sẽ khởi tạo cái thuộc tính là task. Tiếp theo là trong constructor mình sẽ trong cái param của constructor mình sẽ chuyển vào cái đối tượng của task model. Trong cái hàm constructor mình sẽ gài thuộc tính task bằng cái biến task param task này. Thì ở đây mình sẽ gọi đến cái thuộc tính task và gọi đến cái hàm create và các cái data mình cần lưu trong cái request. Chỉ quẹt cho đến on là mình sẽ trả về các cái input của thằng user, của thằng người dùng khi mà gửi lên server. Ok, mình sẽ chạy thử. Ok, đã pass. Thì ở đây mình sẽ đi faster một chút, vì ở đây mình đã có đối tượng của class task rồi, cho nên mình ở đây mình sẽ thay thế lại cái thằng này list ta trở đến on. Mình vừa sửa cái hàm index cho nên là mình sẽ test lại với cái hàm này. Artisan test trừ filter. Ok, vẫn pass. Tiếp tục mình sẽ viết thêm một cái test nữa. Thì test này là gì? Nếu mà đăng nhập thì user có thể tạo ra một tab mới, còn nếu không đăng nhập thì không thể tạo ra một tab mới. Un authenticate user cannot create task. Ok, ở đây mình sẽ cũng dùng cái thằng này mình gọi đến và mong muốn cái status code của mình sẽ là vì không đăng nhập mình mong muốn nó sẽ chặn về cái trang login cơ. Assert redirect login. Ok, mình sẽ chạy test một cái hàm mình vừa viết. Filter fail vì nó trả về cái trang này. Rồi mình sẽ áp dụng cái phần authenticate này, mình sẽ cài đặt cái gói đấy là gói out của thằng Laravel. Thì đầu tiên mình sẽ cài cái Laravel UI Git. Hơi lâu một chút. Ok, mình sẽ cài UI gọi app app artisan UI view chủ sự out.
phần này, phần layout app của mình đã có. Có muốn thay thế nó không? Đương nhiên là không rồi. Nope. Home controller đã có, cho nên là không. Ok. Sau đấy mình sẽ sử dụng lệnh npm install và npm mandate để compiler các cái file CSS và JS khi mà cài đặt cái UI của cái thằng out này. Hơi mất thời gian một tí. Thì giới thiệu qua, khi mà mình cài cái gói out của thằng Laravel thì nó sẽ sinh ra ở thư mục controller, sẽ có một thư mục out, sẽ có các cái class ví dụ là confirm, forgot, login, register, reset, verify. Đấy, nó liên quan đến phần authenticate. Và nó sẽ sinh ra cho mình một cái middleware, đấy là authenticate. Đây. Mà cái phần authenticate, phần middleware này nó để làm gì? Thì cái middleware nó chính là các cái hàm xử lý trung gian trước khi cái request gửi về cái phần xử lý logic. Thì cái phần authenticate sẽ được khai báo ở trong cái thư mục kernel ở cái thuộc tính router middleware này với cái tên là auth như này. Đây. Thì ở trong cái khai báo như này để làm gì? Thì ở trong cái thư mục web mình có thể gọi các cái middleware ở đây. Ví dụ cần đăng nhập thì mình sẽ gọi ở đây là middleware auth. Thì sẽ khi vào cái router này sẽ cần yêu cầu phần login trước. Ok, để đợi nó cài đặt xong thì mình sẽ thử ngoài trình duyệt trước nhé. Phần middleware này rất là quan trọng nha mọi người. Mình có thể lên trang chủ của nó để đọc. Nó sẽ có 3 loại middleware cơ. Và các cái chức năng của nó thì rất là nhiều. Để sàng lọc các cái request hoặc là response trả về phía client luôn. Rất là lâu. Sẽ khi đợi nó compiler xong mình sẽ gửi vào nó và login xem. Ok, đã có. Bây giờ mình sẽ vào Tinker. Vì cái phần au này thì trước khi mà cài cái dự án Laravel thì nó sẽ cung cấp một cái model là user, thì nó sẽ phục vụ cho cái việc authenticate để đăng nhập. Thì mình sẽ từ cái model user này đã có factory sẵn rồi, trong cái thư mục factory này cũng có user factory sẵn khi mà cài project, thì mình sẽ tạo ra một thằng user để mình thử đăng nhập nhé. Thì mình sẽ gọi đến cái thằng user này, mình sẽ gọi cái hàm factory trong create, vì mình cần mật khẩu để đăng nhập cho nên là mình sẽ chỉnh sửa cái thuộc tính password khi mà nó tạo ra cái bảng ghi mới bằng factory. Thì mình sẽ override, mình sẽ thêm một cái param nữa là một cái mảng ở trong cái hàm create này. Password là trước khi lưu vào mình sẽ bind create cái password, mình đặt nó là từ 1 đến 8 đi. Ok. Rồi, password đã được
mã hóa thành cái chuỗi này đưa vào database để đảm bảo cái tính bảo mật. Nên là mình sẽ test với cái thằng email là writing này ở ngoài trình duyệt xem nhá. Ok, test là từ 1.8. Ok, đã có rồi. Nhưng mà cái phần log out thì không có, bởi vì do cái thằng welcome à không, hình như thằng home này nó kế từ thằng layout, nhưng mà layout lúc trước anh đã thay đổi đi mất, cho nên là không có. Không sao, phần lúc lúc out thì mình có thể viết lại cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ vào phần test, mình sẽ chạy lại cái hàm test vừa rồi. Với user không login thì sẽ redirect cái trang login. Thực tế mong muốn là mình trả về cái URL login nhưng mà nó lại trả về trang chính. Bởi vì sao? Vì mình chưa có cái phần middleware thằng này. Cho cái thằng task này mình sẽ thêm cái middleware vào. Anh giới thiệu ông mẹ em là sử dụng middleware out. Ok, em chạy lại test. Pass. Ok. Bây giờ mình sẽ chạy lại cả tất cả các cái test trong class này. Mình sẽ chủ dùng filter tên class. Fail. Ok, mình fail ở cái test là authenticate user can create new tab. Ok, phần này mình chưa có login. Mà trong cái feature test này mình sẽ có một cái hàm đấy là hatching error để đăng nhập. Thì trong này nó sẽ yêu cầu một cái object của cái class user. Thì mình từ cái class user mình gọi cái hàm factory và chọn hàm create thôi. Oh, mình chạy lại nào. Cắt hết. Ok. Tiếp theo mình sẽ test với cái trường hợp các cái column của mình không để rỗng. Mình sẽ test với trường hợp đầu tiên đấy là name không để rỗng này. Authenticate user cannot create new tab if name field is null. Ok, thì ở thằng tab này mình đầu tiên mình sẽ vẫn đăng nhập cái hàm này. Tiếp theo là mình sẽ tạo ra một cái object của thằng tab và sẽ cho nó thành một mảng. Rồi ở đây mình sẽ chỉnh sửa lại một chút, đấy là cái phần name của mình sẽ là null. Ok, tiếp theo mình sẽ gọi đến cái outer port ở trên này. Mình mong muốn là gì? Mình sẽ thấy lỗi, và cái lỗi này sẽ được lưu ở session. Mình sẽ sử dụng cái hàm assert session hay là arrow trong này một mảng, hoặc là string chứa các cái key của mình. Của mình là name. Ok, mình sẽ chạy lại
chạy tất cả test luôn trong cái ra này. Ok, mình sẽ fail cái test cây vừa rồi mình vừa viết. Thì sao? Session is a missing key error. Báo là không có key name này. Bởi vì mình chưa có validate cho cái phần lưu. Thì validate mình sẽ biết ở đâu? Trong phần controller. Mình sẽ thay thế cái class request này thành một cái class nó còn gọi là form request để validate các cái input của thằng user, của thằng client khi mà submit về server. Thì có loại sử dụng sẽ là artisan make request, tên của nó sẽ là create task request. Ok, thì trong thư mục HTTP sẽ có cái file create task request. Trong này mình sẽ có hai cái hàm, đấy là authorize, ở đây mình sẽ chuyển thành true để nó sẽ chạy vào các cái rule ở phía dưới. Các cái rule này chính là các cái trường mình cần validate của mình. Cái cây là name không được rỗng thì mình sẽ đặt nó là require. Ok, ở trong task controller mình sẽ thay thế class request này thành create task request. Mình sẽ chạy lại test. Đã pass hết. Ok. Bây giờ với xong một cái phương thức POST rồi, nhưng mà mình sẽ cần một cái giao diện để tạo ra cái tab này, cho nên là mình sẽ tiếp test cho một cái view test, một cái view để tạo ra một cái tab. Mình sẽ vẫn cần đăng nhập authenticate user can view create task form. Ở đây mình sẽ cần login. Và nó là một cái view để tạo ra cái task, cho nên là mình sẽ sử dụng phương thức get. Mình sẽ là get, mình sẽ đặt nó là task like create. Ok, đây sau mình sẽ gán cho nó một biến là biến respond. Ở đây mình sẽ cần so sánh gì? Mình sẽ thấy cái view của nó. Assert view user. Nó chính là cái file view ở trong thư mục view này. Của mình sẽ là đặt là task chấm create. Ok, mình sẽ chạy cái test mình vừa tạo ra. Fail, this part is not a view. Ok, mình chưa tạo ra cái router này mà. Mình sẽ port get create trong task controller, class controller mình sẽ có một hàm, đấy là hàm create. Mình sẽ đặt cho nó cái tên là task.create. Ok, trong này mình sẽ có hàm create, mình sẽ return về cái view task.create. Ok, ở trong thư mục task này mình sẽ tạo ra file create.blade.
Nó sẽ giống thằng index là đều kế thừa từ cái file layout. Ok, trong này của mình sẽ là một form. Thì mình sẽ sử dụng cái mình sẽ ra trước con MD8 tiên là thể H2 create task. Sẽ có một form tiên là input class form group, đặt tên là name placeholder, mình sẽ là name. Đây là phần content. Ok, còn mình sẽ cần một cái nút để submit nữa. Có nút button. Action của mình sẽ là gì? Mình sẽ gọi đến cái router, cái phương thức là port để tạo ra bảng ghi mới. Của mình sẽ là sử dụng cái name router này là task store. Ở đây mình sẽ đưa vào, mình sẽ gọi bằng cách là sử dụng bộ số nháy nhé, tương đương pp cho router name của mình là task store với phương thức là post. Khi submit các cái form gửi lên server thì cái thằng server này sẽ yêu cầu một cái token để xác thực xem cái form này có hợp lệ hay không. Thì token đấy nó sẽ nằm trong một cái thẻ input, mình sẽ gọi được cái hàm CSRF. Thì cái này nó sẽ sinh ra một cái input một cái dạng là hidden, mới chứa một cái name là token và cái giá trị của nó. Thì tí nữa mình sẽ vào cái trang web để mình test thử. Ok, mình sẽ chạy lại test nào. Pass hết đúng không? Mình sẽ vào task add create. Rồi mình sẽ inspect lên xem thử. Đây, trong form có một cái input. Đấy, cái A còn CRF nó sẽ sinh ra cái input hidden token value ở đây. Nó để xác thực. Mình sẽ chạy thử xem. Ok, của mình nó sẽ trả về cái rỗng như này. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ gọi cái hàm store này, nhưng mà của mình đang trả về kiểu JSON. Mình sẽ bổ sung thêm một test nữa. Đấy là mình sẽ bổ sung ở trên này. Đấy là khi mà thằng người dùng tạo xong thì mình sẽ mong muốn response của mình sẽ là ở trang nào, redirect của mình mong muốn là chạy trả về trang chủ đi, trang là tất cả các bản ghi tab đi. Mình sẽ sử dụng router ta nên chuyển mình đây. Đây, mình chạy lại ta nào, tên nào. Fail. Thực tế nó trả về local host. Ok, mình sẽ sửa ở đây. Mình sẽ không return response về JSON nữa mà là mình sẽ cho trả về cái sẽ gọi cái hàm redirect. Router là tile index. Chạy lại test xem. À, mong muốn của mình là 201 nhưng mà thực tế nó trả về 302 vì nó đã
chuyển trang, cho nên là status code của mình sẽ là 302. Rồi mình sẽ sửa lại tab thôi, sửa lại status code thôi. À, 302 302 ở đâu ta? Không có rồi mọi người ạ, mình cho nên mình sẽ mình có thể bỏ cái assert status này bởi vì nó chuyển trang mà. Và mình có thể để nó là 302. Chạy lại test. Ok, mình sẽ test ở ngoài trình duyệt xem thử như thế nào nhé. Mình nhập các cái giá trị vào submit. Ok, nó trả về cái danh sách tab rồi. Bây giờ mình sẽ test với cái trường hợp là mình để rỗng đi. Bây giờ mình sẽ hiển thị các cái lỗi ra ở đây sẽ như nào. Thì thằng các cái lỗi của mình đã được lưu vào session, bây giờ mình chỉ cần hiển thị nó ra thôi. Thì ở đây mình sẽ set em một chút phần này, mình sẽ cho một cái cạc này trước khi hiển thị ra lỗi. Cạc header nó hơi xấu một tí thôi nhưng mà không sao, mình chỉ quan tâm đến cái chức năng test thôi. Bây giờ nếu mà muốn khi mà submit mình hiển thị các cái lỗi ở đây thì mình sẽ bổ sung thêm một test nữa. Rồi test của mình sẽ là sao? Authenticate user, authenticated user can see name required type it. À, nếu mà phải date error. Rồi ở đây mình sẽ làm gì? Đầu tiên là mình sẽ từ cái gọi đến sự sử dụng cái hàm from, mình sẽ gọi đến cái thằng task create này, từ thằng task create này mình sẽ sử dụng phương thức post gọi đến cái hàm này. Ok, ở đây có biến tab nữa, cho nên mình sẽ sử dụng cái tab factory make này. Rồi, cái này nghĩa là gì? Tức là mình sẽ ở cái đang ở cái router nào với phương thức get. Rồi, cái màn hình tạo ra cái tab ấy, mình sử dụng pop cái sử dụng gọi đến cái router pop cái tạo ra cái tab, mình sẽ thấy gì? Đầu tiên là mình sẽ vẫn ở lại cái trang đấy, thì sử dụng cái hàm assert redirect tab create. Cái phần này mình sẽ tách ra cái tab create này thành một cái hàm mình sẽ gọi lại nhé. Ok rồi, mình chạy test vừa rồi. Mình sang test trừ filter. À, mình chưa login. Ok. Phát rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cần thấy cái text
nó hiển thị ra nữa. Mình sẽ mong muốn là address see, vì cái validate của mình là require. Đây, và message thì mặc định của nó sẽ là the field name, the name field is the required. Đấy, cái tag của nó sẽ là như thế. Cho nên là trong cái tab tên này mình sẽ thấy là the name field is the required, sẽ thấy ở ngoài trình duyệt là như thế. Rồi mình sẽ lại tên nào. Fail, không thấy cái tag này ở cái ngoài cái trang HTML. Ok, phần này thì mình sẽ vào trang chủ, mình sẽ xem lấy cái session error hiển thị ra như nào. Hơi lag, chắc là không có mạng rồi. Ok, bị mất mạng. Mình sẽ sử dụng cái project cũ trước mình đã làm cho mọi người xem. Hiển thị lỗi mình sẽ dùng như nào. File create. Ở đây mình sẽ sử dụng cái hàm error. Ở trong này là mình sẽ hiển thị ra cái message. Ok, đơn giản nhỉ, không có gì là phức tạp. Tắt nó đi. Ở ngoài create này mình sẽ ở trong này mình sẽ in ra cái name này thôi. Ok, sẽ test thử nhé. Ok, vẫn fail. Mình sẽ test ngoài trình duyệt xem thử xem như thế nào. The name fail with the require. Ok, đây, anh vừa test thì cái phần respond thì thấy thấy cái tag đấy thì sẽ không được, bởi vì cái phần respond này nó trả về một cái HTML nhưng mà sẽ không giống như ở ngoài trình duyệt. Cho nên ở đây mình chỉ cần so sánh với assert redirect thôi. Như thế là xong. Ok, ở ngoài trình duyệt nó sẽ là như thế này. Mình sẽ viết thêm một test nữa. Trước khi viết test thì mình sẽ refactor code. Đầu tiên là cái router này, mình sẽ đặt cho nó là một cái tên mesh create. Tab view router sẽ sử dụng router name luôn, mình đã định nghĩa ở file web rồi. Rồi ở đây mình sẽ gọi những cái hàm này.
mình có thể đặt nó là một hàng trong class, mình có thể đặt nó là một hàng tùy mọi người nhé. Thì trên này cũng thế. Ok, em sẽ chạy lại test tất cả test trong class này. Ok, đã pass hết. Bây giờ mình sẽ bổ sung nốt cái test cuối cùng, đấy là nếu mà user không đăng nhập thì sẽ trả về trang login. Authenticate từ unauthenticate user can not see queries that form view. Đây mình sẽ không login và mình sẽ mong muốn là từ trả về trang login thôi. Respond redirect login. Ok, chạy lại cái test mình vừa viết. Pass, ok. Thì ở ngoài giao diện thì ở đây chưa có cái nút log out bởi vì mình đã không mình vừa thay thế cái layout app này của mặc định của thằng Laravel rồi. Nên bây giờ nếu muốn có thì mình sẽ phải thêm cái phần login vào. Phần logout này mình sẽ để dành video sau. Ok, bye bye mọi người.